Thì để giải trình cái chỗ này, chúng tôi xin đọc lại cho đồng đạo chúng ta nhớ lại lời của Đức Thầy đã nói trong đoạn này như thế này. Nó chịu rồi lại đói mời, dương trần sắp dương bình trời từ đây. Khuyên trần sớm điệu bắp khoai, chào rào đỡ già tháng ngày cho qua. Kính thưa với cô bác anh chị, đó là những lời thánh huấn của Đức Thầy đã dạy lại. Thì chúng em không thể nào trình bày với ý nghĩa quyền sâu mà Đức Thầy đã nói y trong già lời của Ngài, mà chúng em chỉ muốn làm sao để trao đổi cái sự học của chính mình, cũng như lời của cháu Châu Phú đã nói đó. Chúng tôi và quý vị chỉ có học lại những gì mà mình đã tu tập được. Thì mong cô bác anh chị quan hỷ. Trong phần cuối chúng em chỉ có vài lời để xin cân nhắc, là hạ nguyên mà Đức Thầy đã nói rồi, thì hạ nguyên thì không còn cái gì nữa để mà chúng ta phải lo là tranh đua, mà chúng ta chỉ phải làm thế nào để nghe lời Đức Thầy đã dạy. Khi chúng ta chết, chúng ta có đem được cái gì theo trong thân của chúng ta hay là không? Hay là chúng ta bỏ lại nhà cao cửa rộng, bỏ lại vợ đẹp con xinh cho tất cả mọi người đời sau hưởng nữa? Thì cái đó là cái sự mà cô bác anh chị mình nên cố gắng nha, cố gắng để mà tu tập trao dồi. Đức Thầy đã nói rồi, chúng ta chỉ có trao dồi đức hạnh, chúng ta chỉ có làm việc thiện nguyện như thế nào để bảo trì được thân mạng của chính mình. Làm thế nào được như Thầy đã nói, làm vô vi chánh đạo mới màu. Thì mong cô bác anh chị của chính mình á, vô vi ở đây là gì? Đức Khổng Tử Ngài đã nói vô vi vô bất di, tức là mình làm việc đó nhưng mà cái thân tâm của chính mình không biết mình đã làm. Thì đó. Dạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú lại nhờ bác Ba giải đáp những nghi vấn trong sấm giảng trong giáo lý Đức Thầy quý vị. Thì hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú nhờ nghe bác Ba giải đáp những nghi vấn để trao dồi học hỏi tu đạo hơn nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con chào bác Ba. Dạ Di Đà Phật, chào con. Dạ thưa bác Ba, hôm nay nhân dịp con đi đến đây thì ngày mai là con về, nên con nhờ bác là chia sẻ giùm cho con, giải đáp những nghi vấn giùm cho con để con về con đăng lên cho mọi người cùng nhau tu tập. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ thưa bác, câu con có 4 câu con nhờ bác giải giùm con. No chiều rồi lại đói mơi, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Đó bác, cái này bộ có cái ẩn ý gì mà Đức Thầy lại khuyên bà con sớm liệu bắp khoai đi bác? Dạ, bộ có đó. Cái gì quan trọng lắm hả bác? Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, chị con gái. Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa với cô bác anh chị trên cộng đồng mạng thân thương, hôm nay thì cháu Châu Phú đã hỏi cái đề tài, cái này là tới hai cái đề tài chứ không một. Một đề tài đó là cháu hỏi rằng no chiều rồi lại đói mơi, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây, mà từ đây là từ hồi nào mà Đức Thầy đã nói. Và ai có no chiều và đói mai là chưa? Những cái hai câu trên thì cháu đã hỏi, thì chúng tôi xin trình bày với cái phần mà cháu hỏi là dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây, có là phải là từ lúc này hay là không? Yeah. Thì kính thưa với cô bác và anh chị đó, nói đến cái lời thầy thì chúng tôi nói thật sự gì là mình không có là thể hiểu hết được cái từ ngữ mà Đức Thầy đã nói hôm nay hoặc ngày mai.
vì cái ngày của Phật á, mà Phật nói ra thì cái ngày của Phật nó xa dữ lắm. Còn cái ngày của chúng sinh mình nó có 24 tiếng đồng hồ là hết ngày rồi. Quý cô bác anh chị cũng nên quan hệ chỗ này. Và hơn nữa thì chúng em chỉ biết tu, rồi biết đọc giảng và biết trao đổi những gì mà khi chúng tôi và quý vị học tập, cũng như ở cơ sở cũng vậy thôi. Miễn mình hiểu được cái gì thì mình trình bày cái nội tâm của mình thôi, để trao đổi cho quý vị và nói sự hiện tại, để cho đồng đạo chúng ta thấy được. Cũng như ở đây Đức Thầy nói no chiều rồi lại đó mai, thì cái no chiều rồi lại đó mai đó hôm nay có hay là không, A Di Đà Phật. Cái mà no chiều ở đây đó thì nó chưa đến thật sự, vì ở đây mới khổ à. Mới khổ à cô bác anh chị ơi, em mới khổ. Vì cái khổ là sao mà mình nói, tôi dám nói mới khổ, là mới khổ là vì tại hôm nay trong cái thời kỳ mạt pháp này mà lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy đã trình bày tới cho cô bác anh chị ẩn ý và khuyến tấn cô bác hồi năm 39 lần. Cái này là quyển 3, 59 lần, chứ không phải mới đây. Mà quý vị thấy từ 59 đến giờ đó, có no, có đói hay chiều hay không? Dạ thưa, đói sơ sơ thì có, chứ mà đo no chiều, đói mai thì nó chưa, thấy không? Chưa đến. Thì chúng tôi tin chắc rằng cái sự mà no chiều, đói mai nó sẽ có sau này, mà chưa biết ngày nào thôi. Còn cái vấn đề mà chúng tôi nói với cô bác anh chị ở đây là muốn nói cái sự khổ ở cái ngày Đức Thầy ra đời mở đạo. Cũng như năm 1939, cô bác biết không? Mà người Lan Sa, tức là người Pháp, vào Việt Nam đô hộ nước Việt Nam mình á, nó cai trị gắt gao. Rồi hồi xưa mà cô bác mình ở miền Bắc á, miền Bắc bà Đất Mê Linh ngày xưa đã ở ngoài Quảng Châu, Quảng Nam ở ngoài chứ mới ở trong đây. Nói cho cô bác anh chị mình thấy được cái sự xa xưa ngày xưa. Bởi vì mình muốn nói cái câu dài này thì mình phải ôn lại. Ôn lại ngược dòng giáo sử, ôn lại cái ngược dòng mà lịch sử của người xưa đi, thì chúng ta mới thấy được. Cũng như ngày xưa đó, ở Nam, ở mà Việt Nam chúng ta gọi là đất Giao Châu, Giao Chỉ. Thì giờ đất Giao Chỉ là nơi người xưa gọi là đất Mê Linh, mà nơi của là bà Trưng, bà Triệu đã ngủ. Mà hiện giờ đó là đền thờ của bà Trưng, bà Triệu ở vẫn còn ở Quảng Châu. Bởi vì nước Việt Nam chúng ta hồi xưa là ở ngoài đó đó, cô bác anh chị chúng ta ở đây. Nhưng mà chẳng qua là nói đây thì nói, muốn nói đây thì chúng tôi cũng phải nói lại cái sự đô hộ ngàn năm của người Tàu. Dạ. Quý vị thấy không? Vì ở đây đó thì Đức Thầy nói là ngàn năm bắt địch dài bừa mà còn đứng dậy tống đưa quân thù. Cái này là lời của Đức Thầy nói trong cái những cái bài thi thơ mà Ngài đã nói. Thì cho nên thời gian đó đó cô bác đồng đạo chúng ta khổ lắm. Khổ dữ lắm, là khổ cái dự mà sâu mọ dân mọt nước của người Tàu đã là bắt dân đi là làm thuê, làm mà phu cho họ. Rồi ở đất Giao Chỉ đó thì đó là có là núi non hiểm trở, rồi voi hươu nai, những con vật quý rất nhiều. Cho nên đó là người Tàu mới bắt là ông bà nội tổ ngoại tâm của chúng ta ở miền Bắc ngày thời gian của bà Trưng, bà Triệu đó mới lên trên non á, thì tìm là giường tê, sừng tê giác để mà cống hiến cho nó. Và khi là cô bác ông bà mình ở gần biển đó thì nó kêu phải xuống dưới biển đó mà mò ngọc trai để đem cống hiến cho thời kỳ của là người Tàu đô hộ. Thì cô bác anh chị biết không, cuộc mà khổ đó không phải mới đây, không phải mới thời gian Đức Thầy mình ra đời, mà khổ cả ngàn năm về trước mà Đức Thầy đã nói đó. Thì nói theo lịch sử của Việt Nam đó, thì cô bác anh chị mình thấy chỗ này mà gắng tu đi, coi người Việt Nam mình có gan dạ không, mà đạo Phật giáo Hòa Hảo sau này có hưng thịnh lại không. Bởi vì ngày xưa đó cô bác anh chị biết đó, khi mà người Tàu mà đô hộ Việt Nam mình đó tới 1001 năm đó, chứ không phải là ít. Mà quý vị thấy đi, mình là có mấy tháng bệnh dịch như thế này nè, mấy năm bệnh dịch như thế này nè, mà nó còn khổ mà thấy còn rơi lệ đi nha. Mà cái khổ của ông bà cô bác của chúng ta ngày xưa bị Tàu mà đô hộ, thì tôi xin là ôn cố lại cho cô bác anh chị đó, hãy tu đó, là nhớ lại đi, muốn tu chúng ta nhớ lại có ông bà chúng ta khổ ngày xưa giường nào.
chứ không mà khổ như bây giờ. Quý vị thấy ông nội mà lên rừng mà tìm tê giác, thấy không? Xuống biển mò ngọc trai thì cái khổ này như thế nào? Thì cô bác anh chị mình phải nhớ lại để mà ráng tu. Tu để chi? Tu để chúng ta, thấy không? Là cầu nguyện cho quốc dương thị thổ, như thầy nói đó. Tu cầu cho quốc dương thị thổ chiều mai phản hồi. Rồi tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen là chỗ này. Nếu mà chúng ta không có tu cho ông bà thời trước thì chúng ta chưa không hiểu được cái sự đau khổ của ông bà tổ tiên của chúng ta. Mà Đức Thầy nói giống hồng lạc, kim chi, ngọc diệp, hay là Việt Nam là giống hồng bàng, thấy không? Chứ không phải là như bây giờ đó. Cho nên nếu ra đây thì muốn nói lại chỗ này, chỗ nó khổ này không phải khổ mới đây, mà khổ hồi thời gian của người Tàu. Rồi qua cái thời gian người Tàu rồi đó, quý vị biết ai không? Là người Pháp đô hộ vô Việt Nam của mình 100 năm. Không, quý vị thấy 100 năm cũng dài dằng đẵng, chứ đâu phải là vừa. 100 năm là dài lắm đấy. Cho nên sự khổ của cô bác, của ông bà tổ tiên của chúng ta từ hồi đời bắt thuộc cho đến hôm nay đó, quý vị biết 3 lần khổ chứ không phải một lần. Một lần đó, cô bác đồng đạo chúng ta khổ vì người Tàu đô hộ nước ta. Thứ hai là khổ vì người Pháp. Thứ ba là khổ vì tham lam của Ngô Đình Diệm, gia đình trị đem Mỹ vào Việt Nam để anh em Nam Bắc phân tranh, mà trong cái cuộc mà kháng chiến của Nam Bắc đây đó, là của Nam Bắc thời kỳ của Ngô Đình Diệm đó, là anh em ruột mình đánh với nhau không à. Cho nên thời gian đó chúng tôi rất lấy làm đau lòng, mà chúng tôi là người công dân, chúng tôi không biết nói làm sao, chứ cũng đau lòng lắm. Vì sự tham lam vô độ của Ngô Triều, cho nên mới có một sự chia sẻ đất nước chia hai, và còn làm cho dân tình hai miền Nam Bắc phải khổ sở. Nếu quý vị thấy, cho nên ở đây muốn nói sự no chiều rồi lại đói mới đây, là không phải là no mới đây hay là đói mới đã mới đây, mà nói với cái nguyện vọng của người tu của chính mình phải quay lại. Chúng ta phải quay lại ngược dòng lịch sử để hiểu lại cái nguồn gốc của ông cha chúng ta có khổ hay là không, thấy không? Mà nếu mà chúng ta không quay lại chỗ này, nhiều khi cô bác anh chị mình nói thì mình đâu có biết khổ đâu, không biết khổ. Bây giờ quý vị thấy khổ không? Từ giải phóng rồi giờ cô bác anh ta, cô anh chị đâu khổ đâu. Bởi vì tuổi trẻ của mấy cô bác anh chị mình, nhất là những tuổi trẻ hôm nay, đâu biết khổ, đâu có biết sự khổ của người xưa. Thì hôm nay chúng em muốn gợi lại, tại cái đề tài này đã không lẽ mà chúng tôi vô rồi nói ngang, nói no chiều rồi lại đó mơ, thì chúng tôi suy nghĩ rằng cái đề tài nó không có đem lại sự phong phú, sự tu tập của chính mình. Mà muốn gợi lại, tức là ôn lại, mà người xưa nói ôn cố tri tân, tức là ôn lại việc xưa để cho đoàn đạo học tấn sau này thấy được, nếu đã coi video này. Vì thế mà chúng tôi cũng xin để nhắc lại cái cô bác anh chị đó, cái chỗ no chiều rồi lại đó mới đây là đã có hết rồi, chứ không phải mới có đây. Nhưng mà ở đất thôi, nhưng mà đau khổ lắm, dài dắt, dài dặn dữ lắm nha. Nhưng mà sau này chúng tôi tin chắc rằng còn nữa. Bởi vì bệnh dịch hôm nay đã lan tràn vào thế giới rồi. Mà Đức Thầy đã nói, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Trong này mình chúng ta mới thấy được có hay là không có. Bởi vì quý vị biết không, ngày xưa đó, cái cũng vào những cái mùa hè này nè, có bệnh dịch là dịch tả. Đó thì thời kỳ của năm 1849, Đức Phật Tây An ra đời để mà cứu độ quần sinh, trong thời kỳ Đức Phật Thầy Tây An ra đời để khai sáng đạo Bưu Sơn Kỳ Hương đó, thì là cũng mùa hè, cô bác bị dịch tả bạo hành, cho nên Đức Phật Thầy mới dùng quyền diệu tiên gia để độ bệnh cho tất cả những người bị bệnh dịch trong thời ấy. Thì qua một thời gian ngắn thôi, vài tháng thì đã hết bệnh dịch rồi. Cho nên ở đó gọi là bệnh dịch tả. Nói cho cô bác anh chị mình nghe để mà mình so sánh hai cái phương tiện này. Mà may mắn đó, dầu dịch tả nó cũng dây dưa cả năm chứ không phải nó vừa, nhưng mà chúng ta may mắn lắm, chúng ta mới gặp được là Đức Phật Thầy Tây An, tức là
cụ Đoàn Minh Nguyên để mà ra đời mở đạo Bủ Sơn Kỳ Hương trong cái thời kỳ đó, để mà làm thế nào để mà dơi đi cái phần bệnh dịch. Vì Ngài dùng cái quyền diệu mà, Ngài có một cái xác định rõ ràng hơn, Ngài có quyền diệu, Ngài đã tu rất rất là đầy đủ cái trọng trách của người mà xuống lâm phàm xuống thế thì trong thời kỳ đó. Cho nên không phải nước Việt Nam của chúng ta mới có Phật ở đây. Chúng em xin báo với quý vị đó, chúng ta có Phật Bà Quan Âm Bồ Tát cách đây mấy ngàn, mấy chục ngàn năm đó, là Quan Âm Diệu Thiện ở miền Nam nước Việt của chúng ta là ở Chùa Hương. Còn ở ngoài mà đất của bà Trưng, bà Triệu đó, thì có Quan Âm Thị Kính, là người đã chịu hàm quan của chồng đi tu sao thành Bồ Tát. Thì quý vị thấy đó là cũng chung nước Việt Nam, đất Mê Linh ngày xưa của chúng ta là Việt Nam mà. Thì đây chúng em biết chỗ nào thì chúng em để gợi lên cho cô bác mình thấy những cái ngày xưa đó, đất Việt Nam chúng ta đã có Phật rồi. Nó có Phật nhưng mà chỉ có Bồ Tát thôi. Nhưng mà đến năm 1849 thì chúng ta rất may mắn là được Đức Phật Thầy Tây An ra đời giáo đạo để thành lập phái Bủ Sơn Kỳ Hương. Thì nước Việt Nam chúng ta đã có là trên 100 năm rồi, đã có Phật tại thế gian. Rồi sau đó đó các vị hoằng đạo sau Đức Phật Thầy Tây An đó cũng ra kinh cơ giảng để khuyên dạy cho tất cả cô bác đồng đạo chúng ta tu không à. Nhưng mà chúng ta lại thờ ơ. Cái này là cái chịu là hiệp hòi nhất là do quý vị thôi, chứ không phải do Phật Thầy Tây An, không phải do ông là Phật Trùm, không phải do ông sư ông mà Bổn Sư, mà không phải do ông sư Giải Mấn Khoai không nhắc. Thấy không? Vì thế mà tất cả các vị lâm phàm xuống thế gian hôm nay là trên 100 năm. Mà tại vì đồng đạo chúng ta không gắn bó vào chữ tu tập mà thôi. Chứ nếu mà đồng đạo chúng ta mà chịu tu tập rồi thì cảnh khổ ở Việt Nam là thật sự không có. Bởi vì tất cả các đồng đạo mà nghe lời Đức Thà Phật, Đức Thầy nói đó thì tu hết rồi, thì làm sao có được cái bệnh dịch này. Vì thế mà bệnh dịch này đó là Đức Thầy nói là dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Là tức là từ hồi 2019 tới hôm 2020, rồi qua đó là bữa nay là 2021. Nó dai dẳng như thế đó thì quý vị thấy cái bệnh này đâu phải là bệnh của các vị Bồ Tát mà đã làm. Mà bệnh này là do Phật đã là đem đến cho chúng sinh để mà làm gì? Để mà phạt nhân loại chúng sinh trong thế giới nói chung. Việt Nam chúng ta cũng có một phần ở trong đây. Cho nên á, nếu nói mà cái bệnh này mà hôn đồng đạo nào mà nói bệnh của ông này ông nọ làm thì chúng tôi xin xác nhận là không có. Thấy không? Bởi vì đây là Đức Thầy nói là cho biết rồi là bệnh trời. Thì bệnh trời thì chỉ có trời cứu mà thôi. Chỉ có Phật lâm phàm xuống thế mà cứu mà thôi. Chứ còn đồng đạo nhân sinh chúng ta khó thể mà giải tỏa thoát nổi. Mà có khai chân đó là có chúng ta đó là được nhờ các y bác sĩ có một cái tài năng sức chúng ở thế gian này mới làm tất cả các vị mà không phải là các vị dược sĩ đó, người ta mới là có một cái tâm suy nghĩ không khác nào cũng như Bồ Tát đi. Họ suy nghĩ rằng họ làm thế nào để xóa dịu cái sự khổ đau của đồng bào nhân loại thế giới này mà thôi. Cho nên các vị dược sĩ đó người ta mới bào chế ra một cái vị vaccine, thấy không? Để mà làm thế nào dơi đi một phần cho người bệnh. Chứ các ngài cũng chưa hiểu rằng tiêm đó vô rồi có hết bệnh dịch hay không nữa. Các ngài không dám, các vị mà dược sĩ đó người ta không dám chắc. Mà ta chỉ có cái tâm làm thế nào cho dơi bớt được đi. Thì quý vị thấy, miễn mà dơi bớt được một phần nào rồi đó thì cô bác thấy không, là cũng hạnh phúc lắm cho đời người. Sống trong cõi hào quang mạt pháp này đã có được tất cả các vị hiện thân của Bồ Tát là dược sĩ. Thấy không? Quý vị thấy không? Chứ không phải chúng ta cần một ông Phật xuống thế gian. Không là cần là có một cái ông Bồ Tát xuống thế gian nói xưng từ ngực tôi đây là Bồ Tát. Không có đâu. Và cô bác anh chị mình nghĩ đó, nếu là Bồ Tát hiện thân thì cô bác anh chị chúng ta không biết.
không biết. Cho nên ở đây chúng tôi xin nhắc nhận với quý vị là ở trên cõi đời này rất nhiều Bồ Tát đã hiện thân và do Phật Bà Quán Âm đã thị hiện. Đó, thì mình thấy rằng cái việc mà tôn kính Phật Bà cũng không phải cái gì, cái việc mà chúng ta thừa để thừa một bên, mà chúng ta phải nhớ rằng Quan Âm Bồ Tát từ bi mà chèo thiền bát nhã cứu thị trần gian, gió đưa nước cánh bùm loan rước người tu niệm xây sang phải tịnh, hay là dân thù Bồ Tát từ bi, những người này là Bồ Tát hết, Bồ Tát thật sự. Còn ở hôm nay ở thế gian này chỉ có hiện thân Bồ Tát mà thôi. Chúng tôi xin lặp lại để cho cô bác anh chị mình ráng tu. Nếu mà chúng ta không có sự hiện thân của chư Bồ Tát đó thì bệnh dịch khó thể dừng bước. Mà được dừng bước đó là việc may mắn cho là tất cả nhân sinh trong thế giới này. Thì chúng ta phải vui đi. Còn cái chuyện gì tới của Phật thì để ông Phật cũng lo. Chứ đồng đạo mình đừng có nên lo. Dương Trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Rồi thầy nói luôn đó. Cái này là bốn câu à. Rồi khuyên Trần sớm liệu bắp khoai. Có nghĩa là bây giờ đói rồi. Đói với đau rồi. Nghèo khổ rồi. Thì ở đây thì ông... Đức Thầy mình muốn cho mình biết rằng là phải khi mà bớt bệnh đi là phải chuyên cần khuya chuyên cần để làm lụng cho cái như thầy nói đó là phải cần kiệm súc sắng lo làm ăn, có nghĩa là khuyên trần sớm liệu bắp khoai, tức là phải chuyên tu rồi chuyên làm sản xuất để lo làm sao cho đừng có là đói khổ ở trong cái buổi hào quân này. Đó. Bởi vì thì quý vị biết đó, hôm nay thì không phải mình để đem cái phần này ra để trình bày với quý vị, chứ thấy rằng rõ ràng là Bồ Tát ở thế gian này hiện thân quá nhiều, khắp cả nước Việt Nam, rồi trên thế giới. Thì trên thế giới họ cho thuốc về để trị bệnh, trị bệnh Covid. Còn người Việt Nam chúng ta đó, nói chung, từ 3 tháng nay, từ 2 tuần nay thôi, 2 tuần nay thôi. Mà hôm mà cô bác ở vùng dịch mà về đó, tức là ở tuyến đầu ở thành phố Hồ Chí Minh mà về đó, thì cô bác ở địa phương này hết sức là lo lắng. Lo là cô bác đã đem bệnh dịch về quê mình. Thứ hai là cũng cầu nguyện làm sao cho người từ ở thành phố Hồ Chí Minh về đây không có bệnh dịch. Rồi cô bác đồng ta đồng hành cùng nối tay dài với chính quyền ở địa phương, cũng như trong cái số từ thiện của anh em trong giáo hội chúng tôi, hay là những anh em, những con cháu mà tự nguyện để làm từ thiện đó, nó các cháu cũng là giang tay ra để là mua quà hoặc là cơm cháo vân vân, để mà các em sinh viên của trường Đại học An Giang cũng thế, cũng phải làm như thế nào để mà bảo vệ được cái sự là no cho cô bác từ vùng dịch trở về đừng có đói khát. Vì người ta nhận thức được có cái là ta vui mà ta buồn, ta vui đó là cô bác từ vùng dịch về đây tới 3 tháng hoặc 4 tháng một người đã khổ dữ lắm nha, cơm không no đó. Rồi ngõ A thì ở trong cái nhà trọ thì phập phòng, còn đi làm thì không khi nào làm được cái ra tiền, mà suốt cả như vậy là trên 3 tháng rưỡi rồi. Thì cô bác anh chị mình thấy có khổ hay là không khổ, mà có no chiều đói mai là không có đây, có hết. Mà nói có hết là có từ hồi đời là thượng cổ chứ không phải mới đây nữa đó. Nó thật chứ cô bác á, vì cái nghiệp của chúng sinh á không phải là mới đây, mà nghiệp chúng sinh của chúng ta đó là gây tạo từ hồi ngày chúng ta biết được ông bà tổ tiên của chúng ta ở miền Bắc nha, của dân giống dân Hồng Lạc, rồi bị sự đô hộ của là cả cái nước trên thế giới này đã đô hộ Việt Nam của chúng ta như thế nào. Thì thế mà hôm nay đó chúng tôi nói thật với quý vị đó là Đức Thầy khuyên đồng đạo chúng ta cái câu là thật thảm thiết đó, nó thật thử luôn đó. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, có nghĩa là phải cần cù, phải dựng làm sao để mà lo canh tân cà, là cài cấy để làm thế nào để cho có là khoai bắp ở trong gia đình để
lo những cái thời gian mà bệnh khổ hay là chiến tranh gì đó đến cho đời người trong cái cõi hạ quân này. Rồi Đức Thầy sợ rằng mình lo quá cái bắp hai mà không đủ đó, thì Đức Thầy đã đọc khuyên luôn. Đức này nói, cháo rau đỡ dạ, tháng ngày cho qua. Là để chi cô bác anh chị? Là mình chuẩn dùng cháo rau để làm gì? Để làm thế nào cho chúng ta dời đi cái sự khổ trong cái thời gian này đó. Để mà cùng nhau đồng hành, chung sống chia vui. Mà trong đó người tu Phật chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải khuyên tất cả mọi người đang sống trên cái cõi đời này, nói chung là thế giới, nói riêng là nước Việt Nam chúng ta, hãy đồng hành cùng lời giảng của Đức Thầy đã dạy, là phải rủ nhau niệm Phật. Rủ nhau niệm Phật. Có niệm Phật chúng ta mới sống hạnh hưởng trong cái thời hạ quân mạt hạ này. Có là niệm Phật chúng ta mới vui dày ở cõi hội Long Hoa. Có niệm Phật chúng ta mới thấy tâm của chúng ta được thanh thản và an vui, để làm thế nào là gọi là tình nguyện viên, để phục vụ cho tổ quốc và cho đồng bào của chúng ta đang sống trong sự khổ cách ly. Đó mới là trách nhiệm chung mà cô bác anh em đồng đạo chúng ta hôm nay phải làm. Vì thế mà chúng tôi xin là nhắc lại cho cô bác anh chị đó, cái đói no chiều rồi đói mai đây đó thì đã có từ ngàn xưa chứ không mới đây. Mà tại vì khi mà chúng tôi và quý vị khi mà mình sinh lên đó, nhiều khi mình sanh nhầm cái gia đình, cái gia tộc của mình đó, ông cha mình có phúc, rồi ông cha mình mới làm có của ra để mình ăn mình không đói. Nhưng mà bên đó là chung quanh của mình á, thì cái sự đói khổ nó rất là nhiều. Mà chỉ có người tu đó, chúng ta mới nhìn nhận được cái khổ, cái đói này. Còn cái mà chúng ta chưa tu đó, thì chúng ta chưa thể nhìn nhận được cái sự đói và sự khổ. Thì chúng tôi mong cô bác mình á, nghe Đức Thầy đã nói cái đoạn giảng này, thì chúng ta nên cố gắng mà hãy nhìn nhận đây, là đây là bệnh của trời ban, chứ không bệnh phải bệnh của chúng sinh, hay là bệnh này là của một ông nào ở trên cõi đời này mà làm ra. Tôi xin xác định. Đức Thầy nói là dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây, người khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Tức là giàu đói, giàu khổ, nhưng mà đồng đạo chúng ta cũng nên phải là kiên trinh. Vì có kiên trinh nhẫn nại trừ trên sự đau khổ của chung trong xã hội, thì chúng tôi với quý vị nó mới có thấy cái sự tu của mình có tiến bộ trên bước đường tu tập hay không. Còn nếu mà nói rằng mình tu mà mình không hiểu cái sự khổ của thế gian, không hiểu thử khổ của nhân loại, thì mình chưa thấy mình đã tu. Ở đây chúng tôi xin xác định. Cho nên Đức Thầy phải nói đã nói đó, chữ tu phải ráng miệt mài, đừng kể vắn dài, đừng nệ mau lâu. Đây là trách nhiệm của một người tu đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi và quý vị. Hãy nên cố gắng lật lại những trang giáo án mà Đức Thầy đã dạy. Đức Thầy ra đời đó là Đức Thầy nói rồi, giảng giới kệ ra đà bốn cuốn. Cái này Đức Thầy nó có không cô bác? Ít có người khám rõ cơ quyền. Sự thật là Đức Thầy than thương tiếc cho toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là tới hơn 2 triệu người, chứ không phải là 1 triệu. Hơn 2 triệu người, nhưng mà không biết ngày mai đây là những người tín đồ đã còn được 2 triệu hay là dưới 1 triệu rưỡi. Đây là sự băn khoăn mà Đức Thầy đã nói. Cho nên Đức Thầy nói đó là giảng giới kệ, chúng tôi xin lặp lại đó, giảng giới kệ ra đà 4 cuốn. Đức Thầy ra có 4 cuốn phải không cô bác anh chị? Cái quyển thứ 5 là quyển của ông
của ông mà cư sĩ nào vô danh đó, ông viết đi. Còn cái bốn cuốn là quyển nhất, quyển nhì, quyển ba và quyển tư. Mà đây là chúng tôi nói là nói trong quyển ba. Đã nói là nói trong quyển ba. Cho nên Đức Thầy đã nói đó thì chúng tôi cũng mong cô bác anh chị mình nhớ lời lời Thầy nha. Không phải nhớ lời tôi, cô bác nói nhớ lời tôi là có gì tội nha. Đức Thầy nói là giảng với kệ ra đà bốn cuốn, ít có người khám rõ cơ quyền. Đây cô bác nhận phải không? Nếu mà tất cả mọi người trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo 2 triệu thôi, không cần nói phải nhiều cả nước, chỉ 2 triệu tín đồ thôi, mà khám rõ được quyền cơ trong giáo lý thì hôm nay tỉnh An Giang mình cũng không có bị bệnh dịch nữa. Nó đâu có bệnh dịch phải không? À, phải không chú Phú? Nếu mà có người mà khám rõ cơ quyền thì không có bệnh dịch. Vì chỗ không khám rõ cơ quyền này cho Đức Thầy mới than. Tại sao Ngài viết có 4 cuốn mà Ngài lại than? Là tại vì Ngài biết rằng Ngài viết ra đây 4 cuốn, nhưng mà người coi thì nó ít, thấy không? Người hiểu thì ít, mà người không hiểu thì rất nhiều. Cho nên ở đây chúng tôi xuống đập lại một lần nữa để cho cô bác anh chị mình thấy rõ ràng là ít có người khám rõ cơ quyền. Rõ ràng Thầy nói chứ không phải tôi nói nha cô bác. Mà mới mốt cô bác nói là chú Ba Tu nói chỗ này là không được, thấy không? Đi Thầy nói, chúng tôi xin đọc lại để cô bác anh chị mình khi coi cái đoạn clip này rồi chúng ta phải suy gẫm coi Đức Thầy nói trong cái đoạn đó nó có thật hay là không. Nếu đã có thật rồi thì A Di Đà Phật, chúng tôi mong sao cô bác anh chị cô chính mình phải là lo thức tỉnh đi, tu như thời gian Đức Phật còn tại thế. Tất cả mọi người trên bên nước Tỳ Ca Thành La Vệ đó đều là giác ngộ trong sự tỉnh thức, người ta mới thành Bồ Tát hiện thân ở tại thế gian. Còn như hôm nay đồng đạo chúng ta vì không tỉnh thức cho nên mê làm. Ở đây là sự giác ngộ của đồng đạo chúng ta nó thật quý vị đó. Từ năm 1939 đây là giác ngộ trong sự mê làm. Đó, bây giờ tôi nói được cô bác anh chị có chê thì tôi cũng chịu luôn. Bởi vì nếu mà không mê làm vào cái sự mà tà kiến đó thì tất cả mọi người đều tuân thủ và làm theo lời Đức Thầy đã dạy. Vì Đức Thầy đã nói rồi, làm theo lời chỉ Ngài gặp ta. Mà lại vì chúng đồng đạo chúng ta không nghe là theo lời chỉ của Thầy nghe. Đức Thầy chỉ đường á, thấy không? Cái chứ tôi chúng ta làm nẻo, thấy không? Rồi làm sao mà chúng ta được nghe lời Thầy? Cho nên ở đây đó tôi khuyên cô bác anh chị mình nghe, xem kệ này như ngọc như ngà. Cái quyển tư mà cái quyển nhì là kệ, ta giác mê tâm kệ là cái và kệ dân của người khùng, hai cái này là kệ mà Đức Thầy đã nói là biểu mình phải là cố gắng để nhìn vào cái bài tâm kệ của Đức Thầy mà nhận thức rõ ràng hơn. Vì ở đây ở trong giảng thì có kinh, ở trong lời Phật dạy thì là kinh, mà lời của Đức Thầy dạy chúng ta là kệ. Giảng với kệ nè, Đức Thầy nó nói rõ ràng hai cái quyển giảng thứ nhất, quyển giảng thứ ba, kệ là thứ hai và thứ tư. Quý vị thấy rõ ràng. Vì thế mà chúng ta còn nhiều khi chúng ta quên nữa, nghe đồng đạo nói thôi anh ơi ráng nghe lời Thầy đọc kinh kệ để mà nghe tu, cái này ơi Hòa Hảo mà đọc kinh kệ làm gì, thấy không? Là sai. Ở đây Thầy nói rồi, mà tại vì mình chê là mình sai. Vì thế mà mong cô bác anh chị mình phải nhớ lại chỗ này mới được. Bây giờ chúng ta đọc giảng Đức Thầy đi, dễ lắm. Đức Thầy nói nè, và cỡ này quý vị thấy rảnh không? Cỡ này nè, cỡ cô bác anh chị mình rảnh á, mà không biết anh chị mình có tu không đây nè. Có tu mới rồi là rảnh, còn không tu thì họ không có nói rảnh, vì họ lo chết chứ họ lo nghèo không. Cái ông các đồng đạo mà chỉ có những người tu tập đó, thì người ta mới nhìn vào chỗ này là đúng. Vì như Thầy nói là lúc cảnh việc thường nên coi kệ giảng. Mà tại sao trong cái thời kỳ dịch bệnh như vậy mà đồng đạo chúng ta lại bỏ giảng ở một bên mà không coi? Thì chúng ta có tội với Đức Thầy chúng ta hay là không có tội? Đó là chúng ta em xin nói với cái ý của mình nha, để cho cô bác anh chị thấy rằng cái ý của một đứa em đã học được giáo lý Đức Thầy bao năm qua, và em đã nhận thức được cái gì mà Đức Thầy đã dạy. Cho nên sự tồn tại tu tập của chính mình thì hôm nay khác biệt hơn tất cả những cái anh cư sĩ khác. Vì quý vị cư sĩ, quý vị chỉ biết là dồn vào cái việc làm của chính mình mà thôi. Còn đối với em thì nó khác. Tại vì em cố chí phải miệt mài để làm thế nào để mình tu, rồi mình làm thế nào cho
đáp ứng lại sự là nhân quần xã hội được nhờ, để làm sao mà cho tất cả mọi người chung quanh mình thấy được cái giáo lý của Đức Thầy mình là một giáo lý cao siêu, màu nhiệm, đem lại cái hạnh phúc cho toàn thể mọi nhân sinh ở trên cõi thế này. Cho nên ở đây Đức Thầy nó cháo rau đỡ dạ, tức là chúng ta không phải là chúng ta phải dùng ngon quá, bởi vì thiếu đồ ăn rồi ha, thiếu đồ ăn rồi thôi ăn hết ít đi, mà phải ăn hết ít đây để mà tu ha. Để mà làm thế nào để bảo trì được chánh pháp, để làm sao để cùng chung tay với chính quyền nguyện cầu cho bệnh dịch được đẩy lùi, thì đó mới là trách nhiệm chung của người cư sĩ chúng ta phải làm. Thì để giải trình cái chỗ này, chúng tôi xin đọc lại cho đồng đạo chúng ta nhớ lại lời của Đức Thầy đã nói trong đoạn này như thế này. Nó chịu rồi lại đói mời, dương trần sắp dương bình trời, từ đây khuyên trần sớm điều bắp khoai, chào rào đỡ già tháng ngày cho qua. Kính thưa với cô bác anh chị, đó là những lời thánh huấn của Đức Thầy đã dạy lại, thì chúng em không thể nào trình bày với ý nghĩa quyền sâu mà Đức Thầy đã nói y trong già lời của Ngài, mà chúng em chỉ muốn làm sao để trao đổi cái sự học của chính mình, cũng như lời của cháu Châu Phú đã nói đó, chúng tôi và quý vị chỉ có học lại những gì mà mình đã tu tập được. Thì mong cô bác anh chị quan hỷ. Trong phần cuối chúng em chỉ có vài lời để xin cân nhắc, là hạ nguyên mà Đức Thầy đã nói rồi, thì hạ nguyên thì không còn cái gì nữa để mà chúng ta phải lo là tranh đua, mà chúng ta chỉ phải làm thế nào để nghe lời Đức Thầy đã dạy. Khi chúng ta chết, chúng ta có đem được cái gì theo trong thân của chúng ta hay là không? Hay là chúng ta bỏ lại nhà cao cửa rộng, bỏ lại vợ đẹp con xinh cho tất cả mọi người đời sau hưởng nữa? Thì cái đó là cái sự mà cô bác anh chị mình nên cố gắng nha, cố gắng để mà tu tập trao dồi. Đức Thầy đã nói rồi, chúng ta chỉ có trao dồi đức hạnh, chúng ta chỉ có làm việc thiện nguyện như thế nào để bảo trì được thân mạng của chính mình. Làm thế nào được như Thầy đã nói, làm vô vi chánh đạo mới màu. Thì mong cô bác anh chị của chính mình á, vô vi ở đây là gì? Đức Khổng Tử Ngài đã nói vô vi vô bất di, tức là mình làm việc đó nhưng mà cái thân tâm của chính mình không biết mình đã làm, thì đó mới là vô vi chánh đạo mà Đức Thầy đã dạy. Cũng như bây giờ chúng em và một số các cháu mà đang làm thiện nguyện đó, thì các cháu nó cũng có tâm sự như thế này để kết thúc cái đề tài. Thì các cháu nó nói rằng, con nói thiệt với chú ba, các con chỉ biết là cô bác giúp đỡ cho trong cái mà chương trình của chúng con, rồi chúng con đến chỗ nào đó có sự khổ khó đó, thì chúng con phải chung tay để mà làm tròn trách nhiệm của mình. Thì khi về đó thì hết thì thôi, chứ chúng con không dám để tiền của cô bác mà trong cái tập cái cặp của chúng con mà hay là để trong túi nữa. Chúng con chỉ để dành ở trong cái quyển sách đó đó. Rồi bao nhiêu người ở chỗ nào mà gửi về thì con làm cái gì con phải đọc tên lên để cho cô bác ở đó thấy, và người đại diện địa phương phải chân thành cảm ơn để cho cô bác thấy được cái tấm lòng thiện nguyện của cô bác và anh chị. Cái này là một cái duyên rồi, cô bác anh chị thấy đó. Vì Đức Thầy đã nói rồi, duyên lành gõ được khùng điên nha, cô bác anh chị thấy không? Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Nếu mà em mà Châu Phú Thiên Cẩm Sơn mà nó đi bằng xe Honda đó, thì làm sao hai bữa nay nó đến cơ sở của mình để mà nó trao quà cho người cách ly, rồi nó đâu có trao quà cho những cái hộ nghèo khó khăn, và nó đâu có trao quà cho những em cơ nhỡ không có tiền mua máy để mà
học online gì đó, nó quý vị thấy không, cái duyên nó có duyên rồi nó đến nè, nó ngộ vậy đó. Rồi cho nên thầy nói là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Chúng tôi và các chú ở thành phố Long Xuyên có duyên dữ lắm với cháu Châu Phú, cho nên chúng tôi làm được cái thiện nguyện là thiện nguyện thế nào. Dầu cho chúng tôi gửi đến cô bác cái món quà chỉ 30.000 đồng một người thôi, nhưng mà trong đó 100 phần thì chúng tôi hết 3 triệu rồi. Các cháu nó gửi sẽ mời, Châu Phú nó gửi sẽ mời, cho nó mấy cô nào ở nước ngoài đó gửi sẽ mời được 1 triệu nữa, cái nó đem nó cho 5 người, 5 cô bác, 3 người thì già neo đơn, một đứa em thì hai đứa em, hai vợ chồng của chú cháu nó tàn tật, khuyết tật hai cái giò hết trơn, hai đứa nó hai giò khuyết tật hết mà chỉ còn hai đứa có 4 cái bàn tay này thôi. Vì thấy những cái mảnh đời khó khăn đó chúng tôi mới dắt cháu đến, rồi cháu rất vui đó. Vì mình làm mà mình làm thiện nguyện thì làm phải cho đúng đó. Rồi cái ở cơ sở này thì cháu nó cũng thấy nó cũng mừng cho tôi, vì ở đây nó mình không phân biệt đạo đời. Dầu tôi hôm nay tôi đây là Phật giáo hòa hảo, nhưng mà cô chú anh chị đó hồi sớm ơi đó là cháu nó thấy rõ ràng là người là con chiên của xã Cần Đăng, ở nhà thờ lớn của ở trên Cần Đăng, người ta đi xuống nhận đồ, tôi không phải nhà mới nhận đây, là nên nhận đồ hoặc là hồi thời gian mà cửa hàng không đồng đã có đó, là mới hết 2 tháng mấy ra qua rồi thì các cô chú đã xuống nhận rồi để cho về cho là các con chiên ở xóm mình đó nghèo khó để mình để dùng bữa, thì đó cũng là cái hạnh phúc. Thì mong cô bác anh chị mình á ở đây thì chúng tôi muốn nói lên cái chỗ mà thiện nguyện của chúng tôi để cho cô bác anh chị mình á ráng cố gắng mà tu tập. Chỉ có tu tập á, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta không bị đói, không bị đau. À, ráng tu mà, ráng tu đem được Phật vào trong tâm là một. Rồi tu cầu bệnh tật tiêu tan, tự bi hỷ xả Phật ban phép lành. Thì đây là những cái mà người tu Phật hôm nay chúng ta phải cố gắng trong thời hạ quân mạt pháp này. Và còn phải cũ nhau niệm Phật thì liên đài được lên. Nếu mà không ngủ niệm Phật thì có thể lên được liên đài. Mà muốn lên được thiên đài đó hen, thì chúng ta phải giữ được tâm thanh tịnh. Mà muốn giữ được tâm thanh tịnh phải giữ gìn giới lực nghe cô bác anh chị. Nếu mà giới lực không giữ gìn thì người xưa nói sao? Đời không lực là đời si, đạo không giới quy là đạo hoại. Vì thế mà giới di căn bản bắt tu ấy xa đạo vậy. Chúng tôi xin cô bác nên suy nghĩ lại những gì mà em út ta đã nói qua trong cái clip này, mong cô bác anh chị quan hỷ ráng thực thi. Khi rảnh việc thường nên coi kệ giảng, mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chính, bỏ tất cả các sự dị đoan mê tín mà làm cho thoái hóa suy đồi của đạo đức chúng ta. Mong cô bác anh chị hãy cố gắng để tầm hướng về Phật cảnh A Di Đà, đó mới là niềm vui chung của toàn thể đồng đạo nhân sinh trong đó của chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, dạ con cũng chân thành cảm ơn bác ba đã chia sẻ những cái kinh nghiệm tu của mình. Dạ. Giải đáp những nghi vấn để cho con hiểu rõ nhiều hơn. Con dạ. Xin chúc cho bác dạ. Có thật nhiều sức khỏe để có thể mà giải đáp những nghi vấn, những kinh nghiệm trên đường tu của bác mà để bà con có thể trao dồi và tu tập ha. Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn các con. Dạ, dạ, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. À, vâng, kính thưa quý vị, qua đoạn video này Châu Phú xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.